vào năm 2016 dưới sự bảo trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Innovation Hub, C-Hub đã được ra đời và trở thành đơn vị kết nối các nguồn lực trong xã hội cũng như liên kết các hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Từ khi thành lập cho đến nay, C-Hub đã hỗ trợ rất nhiều những vườn ươm và trung tâm tăng tốc khởi nghiệp, đồng thời tạo điều kiện kết nối các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các nhà đầu tư cũng như các tổ chức tài chính trong và ngoài nước. Chào bạn, bạn tên gì ạ? Mình tên là Nhi. Hiện tại thì mình đang bắt đầu cái dự án của mình tại văn phòng C-Hub. Thường thì bạn dành thời gian bao lâu ở C-Hub? Thường thì mình sẽ đến C-Hub từ 9 giờ sáng đến tầm 6 giờ 30 chiều. Ở trong C-Hub thì có những không gian gì và không gian nào là thân thuộc với bạn nhất và bạn dành thời gian cho nó nhiều nhất? Ở C-Hub thì mình sẽ có không gian, thứ nhất là phòng làm việc tại C-Hub, thứ hai là phòng đổi mới sáng tạo và phòng thứ ba là phòng sự kiện cũng như là studio. Tại sao bạn lại chọn C-Hub thay vì những không gian khởi nghiệp khác, và C-Hub có mang lại cho bạn những lợi ích gì hay không? Mình chọn C-Hub là vì mình đến C-Hub thì là môi trường để mình kết nối được với cả cái doanh nghiệp phục vụ cho cái dự án sắp tới của mình, cũng như là nơi để mình giao lưu hoặc là học hỏi những kinh nghiệm từ những anh chị đi trước. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã có một cuộc trò chuyện với lại một startup đang hoạt động tại C-Hub. Và để hiểu rõ hơn về C-Hub cũng như là các hoạt động tại đây diễn ra như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với anh Huỳnh Kim Tước, là giám đốc điều hành của C-Hub. Hồng Loan xin chào anh Kim Tước. Rất là vui được gặp anh ngày hôm nay. Hồi nãy là khi mà Hồng Loan có dịp được trò chuyện với lại một startup đang hoạt động tại C-Hub cũng như là nhìn thấy được không gian khởi nghiệp ở đây, các bạn trẻ đang rất là say sưa với dự án của mình, thì lúc đó Hồng Loan lại thắc mắc về lý do ra đời của C-Hub, không biết có phải vì những sức trẻ này không anh? Thì cách đây khoảng 3 năm đó, khi mà Tước trong cái chức năng công việc của mình đó, thì có một cái cơ hội gặp gỡ với rất nhiều cái thành phần cũng của hệ sinh thái khởi nghiệp. Thì khi gặp gỡ như vậy đó thì mình thấy nó có mấy cái vấn đề như thế này. Thứ nhất là thật sự họ rất cần một cái bàn tay của nhà nước. Nếu mà để bình thường thì các bạn ấy không có đủ điều kiện về cơ sở vật chất rồi kết nối vân vân. Và đặc biệt thứ hai đó thì người ta thấy là các thành phần trong hệ sinh thái mình chưa có kết nối với nhau. Vậy thì khi đến với C-Hub, các bạn được kết nối, các bạn có không gian, các bạn được hỗ trợ. Vậy thì ngoài những điều này ra, các bạn còn được gì nữa không anh? Định vị của C-Hub ấy là mình sẽ là một trung tâm giao dịch. Và định vị này nó được xác lập như là một trung tâm giao dịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam với toàn cầu. Do vậy thì các bạn trẻ đến đây đó là sẽ được kết nối với những gì các bạn cần. Ví dụ như các bạn lúc đầu khởi nghiệp, các bạn cần một cái không gian, cần một cái cơ sở vật chất, thì C-Hub sẽ cung cấp cho các bạn ấy. Rồi giai đoạn đầu các bạn cần có một cái mentor, định hướng, thì C-Hub sẽ cung cấp cho các bạn cái mentor. Các bạn cần được trang bị hiểu biết kiến thức thì C-Hub sẽ có những cái chương trình huấn luyện thường xuyên. Và xa hơn, các bạn muốn vươn ra nước ngoài thì bọn mình có những chương trình, ví dụ như là chương trình Runway to the World, là cái chương trình mà hàng năm mình đưa các cái startup của Thành phố Hồ Chí Minh ấy đi các nước trên thế giới, là để các bạn mở rộng rồi tìm kiếm đối tác vân vân. Hồi nãy Hồng Loan có được biết thông tin là các bạn thường hay ví von C-Hub là công ty chung của các dự án khởi nghiệp, nghe nó có vẻ gần gũi hơn. Thì Hồng Loan lại nghĩ đến một cái không gian ở đó, không chỉ là các bạn đến rồi đi mà các bạn còn tạo ra những giá trị nữa. Không biết là Hồng Loan có hiểu đúng không anh Tước? Xoay quanh cái không gian của C-Hub ấy, là một cái hệ sinh thái. Nghĩa là ở đây không chỉ là một chức năng ươm tạo, mà ở đây chúng ta sẽ gặp các cái văn phòng của các cái tập đoàn công ty, các tổ chức quốc tế. Rồi chúng ta sẽ có những cái tổ chức về khoa học công nghệ, rồi sự trí tuệ, rồi cơ quan nhà nước. Do vậy thì các bạn đến đây ấy, là các bạn gần như là gặp tất cả những thành phần mà các bạn có nhu cầu. Và cái điều đó nó làm cho các bạn cảm thấy rằng là cái sự hoàn ở đây nó giống như một cái công ty. Với mong muốn mang lại những giá trị mới cho cộng đồng khởi nghiệp, trong những năm vừa qua, C-Hub đã tiến hành mở rộng thêm một số không gian sáng tạo và thực nghiệm, bao gồm Studio Lab, hỗ trợ các dịch vụ quay phim, giới thiệu dự án, chụp mẫu ảnh sản phẩm và quay video bài giảng. Makerspace, khu vực chế tạo mẫu thử nghiệm, hay Open Lab, xưởng sản xuất thực nghiệm với diện tích hơn 1.200 m². Vậy thì C-Hub có gì khác biệt so với các đơn vị cũng xây dựng không gian đổi mới sáng tạo khác vậy anh Tước? C-Hub là cái tổ chức nhà nước hỗ trợ phát triển cộng đồng khởi nghiệp, tức là phát triển cả hệ sinh thái, chứ không phải là chức năng ươm tạo. Ví dụ như là chúng ta thấy ở trong hệ sinh thái đó, phổ biến hiện nay là các vườn ươm,
hoặc là các tổ chức accelerator, hoặc là các tổ chức tài chính. Còn C-Hub là cái tổ chức nhằm thúc đẩy giúp đỡ phát triển từng thành phần của hệ sinh thái. Nãy giờ các bạn nghe thì chắc là các bạn cũng cảm thấy là những gì mình cần cho một dự án khởi nghiệp đều có thể phát triển được ở C-Hub hết. Nhưng mà để được vào C-Hub thì đối với anh thì anh nghĩ là những dự án khởi nghiệp như thế nào, hoặc là những bạn trẻ, những nhóm khởi nghiệp như thế nào thì C-Hub sẽ đón nhận các bạn? Sáng thứ sáu hàng tuần thì C-Hub bao giờ cũng có một buổi gặp gỡ mentor offline. Thì đây là một cơ hội cho tất cả các bạn khi có dự án thì sáng thứ sáu cứ đến C-Hub gặp bác mentor đó trước. Những cái buổi gặp gỡ mentor là những buổi mà bạn sẽ nhận ra nhiều vấn đề và quyết định là mình nên điều chỉnh như thế nào. Thì cái đó là cái tiên quyết. Từ cái gặp gỡ với mentor đó thì C-Hub sẽ biết là làm tiếp theo cái gì để giúp bạn. Bên cạnh việc mở rộng các không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, C-Hub còn liên kết với các trường, viện trong và ngoài nước để xây dựng mô hình trung tâm chuyển giao công nghệ và cổng thông tin chuyển giao quốc tế Việt Nam. Theo đó, C-Hub đã đưa chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào các trường phổ thông nhằm giúp đội ngũ giáo viên và học sinh có cơ hội tiếp cận mô hình STEAM, viết tắt của Science, Khoa học, Technology, Công nghệ, Engineering, Kỹ thuật và Math, Toán. Đồng thời, C-Hub còn kết nối với các trường đại học thông qua nhiều cuộc thi khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế dành cho sinh viên, điển hình như Social Innovation Challenge, Startup Exchange. Từ khi thành lập cho đến nay, C-Hub đã hỗ trợ cho hơn 2.230 dự án khởi nghiệp. Trong đó, đào tạo nâng cao năng lực và phát triển ý tưởng khởi nghiệp hơn 920 dự án, hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm và mô hình kinh doanh hơn 310 dự án, kết nối mentor hơn 450 lượt dự án, kết nối tư vấn tài chính hơn 280 lượt dự án, và đồng thời còn hỗ trợ startup kết nối thị trường nước ngoài thông qua nhiều chương trình tầm cỡ quốc tế, điển hình như Runway to the World hay Global Entrepreneurship Community. Đối với anh Kim Tước, anh nghĩ là những cái về kiến thức, về khởi nghiệp, những cái về phương pháp giáo dục mới tiến bộ hơn khi mà mình đưa vào môi trường phổ thông và đại học thì nó mang tầm quan trọng như thế nào anh? Muốn khởi nghiệp chúng ta phải xây dựng một cái lộ trình dài hạn, ít nhất là 10 năm đi vào giáo dục chẳng hạn. Thì C-Hub là đơn vị đầu tiên của Việt Nam tiên phong trong việc là đưa cái kiến thức STEM xuống trường phổ thông. Nhìn dưới góc độ kỹ trị đó, mình muốn phát triển một hệ sinh thái thì mình phải xây dựng từ cái nền tảng tư duy sáng tạo, phương pháp sáng tạo cho trong phổ thông. Thì đó là những cái chuyện mà C-Hub không phải ngắn hạn là giải quyết những cái nhu cầu của các startup, mà chuẩn bị những cái công việc nó mang tính nền tảng. Ví dụ như là đưa cái khởi nghiệp vào trong hệ thống đại học, đưa xuống tận phổ thông, rồi phát triển các thị trường về công nghệ, phát triển các thị trường về tài chính, rồi hạ tầng, rồi kết nối. Và quay trở lại với câu chuyện khởi nghiệp của chúng ta thì anh Tước có tin là các bạn trẻ Việt Nam mình đủ sức và đủ khả năng để mình có thể làm những dự án khởi nghiệp mang tính quốc tế và toàn cầu như là những dự án xu thế ngày nay liên quan đến công nghệ cao, liên quan đến AI, liên quan đến thực tế ảo, thì anh Tước có tin là các bạn trẻ Việt Nam mình có thể làm được điều này không anh? Tất cả những cái diễn đàn mà đầu tư khởi nghiệp của thế giới hiện nay đó, người ta luôn hướng về Việt Nam. Thì các bạn biết rằng là cái chỉ số sáng tạo mà của GII mà họ vừa xếp năm 2018 ấy, thì Việt Nam là quốc gia đứng thứ nhất trong cái nhóm là các quốc gia có thu nhập trung bình thấp về chỉ số đổi mới sáng tạo. Nhưng mà dĩ nhiên thì mỗi đối tác, những mỗi công ty, những tập đoàn họ và mỗi quốc gia nữa kia, họ nhìn vào Việt Nam, nhìn vào thành phố Hồ Chí Minh với mỗi mục tiêu khác nhau. Giả sử như anh muốn đi xa thì anh phải dựa trên một cái công thức là ưu thế bản địa cộng với là sử dụng công nghệ tốt, công nghệ cao và mô hình kinh doanh tốt thì anh sẽ đi ra được thị trường toàn cầu. Vậy thì anh Kim Tước có một lời nhắn nhủ gì đó đến với các bạn trẻ ở Việt Nam nói riêng cũng như là cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam nói chung không anh? Các bạn trẻ cần nên có một cái giai đoạn trải nghiệm. Quá trình trải nghiệm trong những công ty tập đoàn giúp các bạn ấy biết được là thị trường, biết được tâm lý khách hàng, biết được đối thủ là ai, thì từ đó nó sẽ giúp cho các bạn ấy khi làm một cái dự án khởi nghiệp ấy nó đủ cái độ tin cậy và cái độ chắc an toàn nó cao. Nó phải có ba cái thuộc tính, ba cái yếu tố của một cái công ty khởi nghiệp. Thứ nhất, nó phải là tạo ra cái mới. Và cái yếu tố quan trọng thứ hai ấy, là những cái sản phẩm mới đó giúp bạn
tạo thành doanh nghiệp mà có thể có một sự tăng tốc về quy mô lớn rất nhanh chóng. Nhưng mà yếu tố quan trọng thứ ba là yếu tố là nó phải dẫn dắt được cộng đồng và dẫn dắt xã hội đi theo cái mới của mình. Vậy thì anh Tước nghĩ như thế nào về vai trò của các doanh nghiệp trong sự đóng góp vào kinh tế xã hội của Việt Nam anh? Doanh nghiệp là cái nơi họ tạo ra cái giá trị cho xã hội, là nơi giải quyết công ăn việc làm, rồi nơi là để thúc đẩy cái các sự tiến bộ, rồi nơi là họ tiếp nhận cái giáo dục vân vân, thì có thể nói là trọng tâm là doanh nghiệp rồi. Thì đặc biệt trong vai trò đó thì doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, họ là một cái mắt xích quan hệ rất là hữu cơ với cái cộng đồng doanh nghiệp hiện nay. Thông qua việc là cộng đồng khởi nghiệp, một trong những cái chức năng của cộng đồng khởi nghiệp ấy, là cung cấp giải pháp cho cái cộng đồng doanh nghiệp hiện nay là thay đổi, đổi mới sáng tạo để nâng cái giá trị và cái tính hiệu quả kinh doanh của cộng đồng. Cảm ơn những chia sẻ của anh Kim Tước rất là nhiều. Và Hồng Lan xin chúc cho anh sẽ luôn luôn thành công, có được giữ được sức trẻ như thế này và tạo ra được nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng khởi nghiệp. Sắp tới là ngày 13 tháng 10 là ngày doanh nhân Việt Nam. Hồng Lan thay mặt ekip thực hiện chương trình Câu chuyện Kinh doanh xin chúc quý doanh nhân Việt Nam sẽ luôn có được nhiều sức khỏe cũng như là thành công hơn nữa trên con đường của mình và đóng góp vào sự phát triển của xã hội cũng như là kinh tế Việt Nam. Đến đây thì thời lượng chương trình của chúng ta cũng phải khép lại rồi. Và Hồng Lan cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.